Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mác-thêu. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Chúa Giêsu phán rằng: Hãy đến với ta tất cả, hỡi những ai khó nhọc và gánh nặng, ta sẽ nâng đỡ bổ sức cho các ngươi. Hãy mang lấy ách của ta và hãy học cùng ta, vì ta hiền lành và khiêm nhượng trong lòng, và tâm hồn các ngươi gặp được bình an. Vì ách của ta thì êm ái và gánh của ta thì nhẹ nhàng. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Triết gia vô thần người Đức Nietzsche đã dám cho rằng những nhân đức mà Đức Giêsu rao giảng thật ra đó chính là những thứ chẳng hạn như hiền lành và khiêm nhường, là những thứ mang đến cho con người sự yếu nhược và hèn nhát. Đúng là một lời nhận định quả là mạo muội. Và không biết phải chăng vì lý do đó hay không mà sau này một người khác tên là Hitler, cũng là một người Đức, đã đưa ra nền triết lý về sự hùng mạnh, cũng giống như triết gia Nietzsche. Ông cho rằng con người phải là một con người của siêu nhân, một con người của sức mạnh, chứ không phải là một con người hiền hậu hay khiêm nhường giống như Chúa Giêsu hay là những môn đệ của Chúa Giêsu. Vì vậy Hitler đã phát động một phong trào hùng mạnh đó, để rồi khiến cho hàng triệu người Do Thái họ bị thiệt mạng. Kính thưa ông bà anh chị em, lịch sử vẫn còn đó, và những con người hùng mạnh giờ chúng ta nhắc về họ thì họ đang ở nơi đâu? Và khi chúng ta nhớ về họ như chúng ta vừa chia sẻ với nhau, thì họ đã để lại những gì cho chúng ta, cho nhân loại? Lời Chúa Giêsu ngày hôm nay trong tình cảnh này, quả thực chúng ta có cảm nhận được đây là một lời rất ngọt ngào và tha thiết. Hỡi những ai khó nhọc và gánh nặng, hãy đến với ta, để ta sẽ nâng đỡ bổ sức cho các ngươi. Vì ách của ta thì êm ái và gánh của ta thì nhẹ nhàng. Tâm hồn các ngươi sẽ gặp được bình an. Vì ách của ta thì êm ái và gánh của ta thì nhẹ nhàng. Hãy học cùng ta, vì ta hiền lành và khiêm nhượng trong lòng. Kinh Thánh cho chúng ta những bảo chứng thật sự. Thưa ông bà anh chị em, khi chúng ta tìm về những gì Chúa Giêsu đã nói và đã làm trong Kinh Thánh, thì quả thật bao nhiêu tội nhân, bao nhiêu bệnh nhân đã đến với Chúa, họ ra về với hồn an xác mạnh, với sự bình an, với niềm vui nhất định. Từ người què quặt cho đến mù lòa kinh niên, hay những người quá bùa, hoặc là những người cô đơn, hay kể cả những trẻ nhỏ, được Chúa yêu thương, được Chúa đùm bọc. Và kể cả những trường hợp lâu năm, lâu dài trong tội lỗi của mình, như Gia-kêu hay Lê-vi, hay là một Maria Magdalena chẳng hạn, cũng được Chúa an ủi và đỡ nâng, được chữa lành về phần
tâm hồn. Và cũng vậy, một người gần đất xa trời cũng được Thiên Chúa đỡ nâng như cụ già Simeon. Quả thực, chúng ta đang yêu mến và đi theo một Đức Giêsu hiền lành và khiêm nhường, một Đức Giêsu chỉ biết cứu chữa và yêu thương con người. Và trong giây phút này, trong những ngày này, con người đang cần đến nguồn tình yêu và sự chữa lành của Thiên Chúa. Khi con người đã quá lo âu, bao nhiêu gánh nặng, không chỉ gánh nặng của kiếp sống nhân sinh, của cơm áo gạo tiền, chưa hết mà còn gánh nặng của bệnh tật, của lo toan, của sự chết chóc, đau khổ và nước mắt. Chính vì vậy, chúng ta hãy đến với Chúa. Hãy đến với Chúa từng giây từng phút qua lời cầu nguyện và trong niềm tin của tất cả chúng ta. Chúng ta tin rằng Thiên Chúa sẽ cất khỏi nơi con người của ngày hôm nay sự gánh nặng chất chồng của cuộc sống, của những lo lắng, của những trở ngại, của những mệt mỏi, của những chán chường đã đành, mà còn của những bệnh tật đang đe dọa sức sống con người, làm cho con người hoang mang, đau khổ và chết chóc.